đi dài vô à, chứ không dám bẻ đại. Dạ. Cũng phải vô lại bà cầu xin bà trong đó đó. Ồ bà ừ. Đúng rồi, lát con sẽ đến đó, con sẽ chúc con vô đó. Dạ, ở đây có một cái chim gió này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại một huyện phong điền của thành phố Cần Thơ. Và hôm nay thì đến đây một dịp tình cờ đi ngang đây, Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác một cái nơi khá là đặc biệt và mang hướng tâm linh, đó là Giàn Gừa ở phong điền Cần Thơ. Và để nghe được những cái câu chuyện liên quan đến những cái giàn cây độc lạ nơi Cần Thơ này, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và sau lưng này chính là cây cầu khỉ. Đặc biệt ở miền Tây thì cây cầu khỉ như thế này là một điều khá là phổ biến cô bác quý anh chị. Mình sẽ qua bên đây. Nơi đây là một cái nơi mà mình là một người dân miền Tây mà mình cũng mới biết đây thôi, qua một vài bài báo và một vài phóng sự. Ở nơi đây nó có những cái giàn gừa giống như là những cái xích tu, diện tích rất là rộng luôn. Khách hành hương đến rất là nhiều cô bác quý anh chị. Chào bác. Dạ. Đây là giàn gừa hả bác? Giàn gừa con. Có lâu chưa bác? Ở đây con chưa biết. Con ở Đồng Tháp. Vậy đó hả? Dạ. Bà nói lên cho chúng tôi viên đó. Bà có dạ kể cho con nghe câu chuyện ở đây được không bác? Về viên hả? Dạ. 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 Thì cái miếu này thành lập là 162 năm rồi con. Dạ. Ừ. Hồi đời ông cố đất này đất công cả hồi xưa. Dạ. Ừ. Chứ không hay bây giờ. Rồi thành lập gì đó rồi ông cả ông trồng cái gừa đó. Dạ. Rồi cái lập cái miếu này rồi cái con cháu này kia rồi làm ăn được đó con, rồi tín ngưỡng tới ngày hôm nay là 162 năm rồi. Ừ. Còn gì là đời thứ tư rồi. Là ông cả lập hả bác? À, ông cả hồi đó ông cả ông chủ đó con. Dạ. Đó, ơi. Ông này ông Nguyễn Văn Thành, ông dạ. Cả Thành. Dạ. Hồi xưa. Ừ. Ngày xưa là ông lập cái miếu á, ngay cái giàn gừa này hay là trồng cái gừa này trước hay là miếu có trước bác? Một lượt. Cũng như là ông lập cái miếu hồi đó thì đất ruộng rồi ông gì ông khai phá ra thành ra ông lập cái miếu này rồi ông trồng cái gừa. Dạ. Rồi cũng có mấy năm sau gì đó có quả quạng là bác thứ tư ở bên mẫu bên kia bắt tụ tôm đốt đó rồi cháy rồi trong cái họ cũng chết cũng nhiều. Rồi sau này ông bảy cái núi xuống mới trồng cái gừa lại là mới có. Lúc đầu trồng có một cây hay sao bác? Có một cây một, rồi sau này ông bảy cái núi xuống trồng cũng một cây một, rồi kể ngày ông bảy trồng đó là 162 năm. Ồ, vậy là nó là ông cả trồng đó là mình không kể. Dạ. Vậy đó. Và người ta lớn đây người ta làm ăn được hả bác? Con cái này kia con cháu trong cái họ Nguyễn này nè làm ăn được chứ khách thập phương được đó con, ta giờ lại đây ta cầu khẩn đó, ta giái cũng như đặt cái vụ như ta bị tai nạn gì hay là trong gia đạo người ta không được mạnh giỏi đó người ta cầu xin bà. Dạ. Thấy cũng đạt đó con. Dạ. Thành ra tín ngưỡng tới ngày hôm nay. Do nguyên một cái dòng tu tổ giống như một cái xích tu hay bác hả? Ờ. Một cây thôi. Một cây một mà nó đang đang vậy nó kêu dần người của bà cố. Bà cố hủy. Bà tượng động cố hủy quay cái riêng cái bản đó con. Dạ. Bà này bà tượng động. Con mời bác đi vô trong với con được không? Được. Hai bác cháu mình đi. Ra đây ngồi đây nói chuyện với mấy đứa cháu chứ trực ở trong này. Ừ. Dạ bác là người dân địa phương đây luôn hả? Ờ tôi là cháu của ông cả. Cháu của ông cả luôn. Ờ cháu ông cả. Cháu đời thứ tư. Đấy đời thứ tư rồi. Ồ hôm nay gặp được bác. May mắn hả? Ờ gắn cái máy là gì ạ? Dạ con gắn máy ghi âm. Dạ. Dạ. Chứ tôi nặng trong giờ tôi không biết. Cái này cái gốc là con gốc chính nè. Rồi cái hồi năm mẫu thân đó
thì nó pháo bị cái hả? Nó ngã cái đọt cái đó nó chết cái đọt cái này gốc chính, rồi cái làm cái này là coi như là gốc xi măng, cũng như tượng trưng đặng ở ngoài viện bảo tàng á, nó vô đặng nó quay phim, cũng như là cái cây mẹ đang chết rồi còn cái gốc khô vậy đó, mà cái cành con vẫn còn sống, ý nghĩa là gì? Dạ. Đặng cho ở ngoài viện bảo tàng đó quay phim. Ồ, cô bác bên chị thấy một nguyên một cái vàng. Nguyên cái vàng kêu cái vàng rùa của bà cố đó con. Ồ, thì ở đây không ai dám được ngang chạm. Ở Việt Nam mình là có cái vàng rùa lớn nhất ở nước Việt Nam mình. Cái cây này nó có tác dụng gì không bác ha? Cũng thấy là cũng như người ta bệnh hoạn hay là hoặc người ta cái gì đó thì người ta xin gì người ta nấu nước, ta tắm này kia đồ đó, người ta thỉnh bà. Hai bác cháu mình đi dài vô không? Chứ không dám bẻ đại. Dạ. Cũng phải vô lại bà cầu xin bà trong đó đó. Ồ bà trong đó ha. Lát con sẽ đến đó, con sẽ chúc thắp hương. Dạ. Ở đây là mấy dì quét này kia sạch trơn vậy đó con. Là bác là đời thứ tư. Bác đời thứ tư rồi. Rồi bác cai quản rồi luôn ha. Thì bác cũng vô rồi cũng mình bà bầu ở trong họ, con bầu mấy thằng trai á, mấy đứa cháu trai á. Dạ. Là cũng như bác lớn mà bầu mấy đứa cháu trai là tới chắc chít rồi. Dạ. Rồi bầu như ban quản lý này kia, rồi thủ quỹ, rồi tài chánh này kia, thư ký rồi vậy con. Dạ. Ở bầu đây giờ vô đây, đặc biệt là vô đây là cái khu vườn dừa này thấy mát quá bác. Ở đây thì mọi người có những đủ lũ trẻ rồi có thường có leo lên với học sinh này kia đồ nó lên đó đó, nó mua cũng như nó mua nước uống đồ nó vô đó nó lên đó nó chơi rồi nó uống nước này kia, nó vòng vòng bên đây nè con, vòng vòng vậy đó. Dạ, vậy là nguyên một cái khu này luôn, cái khu này luôn coi như là lên bằng khoáng. Thì con cháu trong họ thì có 3,000+ à. Có mà quá đây, dạ. Có làm bằng khoáng 3,000 mấy mét mét vuông. Mét vuông trong này, còn ở ngoài phạm vi là trên 5,000. Dạ. Ở trên 5,000 nè. Bự lắm cơ. Bà năm nay là bao nhiêu rồi? 81. 81 tuổi rồi ha. Sinh 1940. Nhìn những cái vàng rùa, những cái gọi là cây rùa. Cô quét mà quét vậy đó, sạch trơn vậy đó. Dạ. Còn mấy cái này bị nó ấy quá rồi quét không được. Gọi là một cây rùa thôi, nhưng mà sau một thời gian thì mang hư hướng một sự tâm linh nào đó bao phủ cả một ba công đất là 3,000 mét vuông. Là bao trùm ở đây một cái. Còn ra ngoài phạm vi nữa là không kể, bị cái rào ngang đây rồi đó, chỗ cái chấn nhà hàng rào bò ra ngoài nó trên 5,000 đó. Trên 5,000 mét vuông. Trên 5,000 bị nó ra qua bên tới bên kia rồi con, mình kể từ cái chu vi phạm vì hàng rào này qua hàng rào kia là có 3,000+ ha. Dạ. Mà ra ngoài nữa là trên 5,000. Dạ. Bị nó rộng dữ lắm, nó lớn rộng vậy con. Dạ. Thôi hai bác cháu mình qua đây được không? Kìa. Được thôi con đi đi, tao chèo qua bến không được đâu. Trời ơi. Đó vậy đó. Học sinh nó chèo qua đây nè, nó mua nước này kia đồ, nó chuyền chuyền mấy cái đó đó. Dạ. Rồi nó uống nước này kia đâu có gầy. Ngày xưa bên là đạn phá sao? Hồi xưa thì ở đây là vùng này là vùng căn cứ của mấy ông cán bộ nằm vùng đây, thành ra nó mới là bom nó mới pháo này trên cái cây gái đó mới chết đó. Là hồi năm Mậu Thân. Năm 68. Cái đó là bị già rồi không nhớ, không nhớ năm. Rồi mấy là mình mới rồi tiếp thu rồi mới dọn dẹp này kia trong cái là mất ở đây luôn hả bác? Không có ở đây, cái này kêu trực. Dạ. Rồi tới chiều cái 5 giờ gì gì rồi. Không, ý con nói ngày xưa năm 68 là đạn phá chiến tranh là những người mất ở đây luôn hả? Không có mất ở đây, qua bên kia. Nó pháo đây chứ qua bên sông mới hy sinh bệnh, mấy anh không có hy sinh trong này. Dạ. Cái này là cái điểm của mấy anh để tụ hội, đồ nhóm họp này kia rồi đó. Dạ. Mấy anh là cũng như vũ khí này kia ở ngoài ngoài thơ này kia nó chuyển qua đây. Rồi đây căn cứ của mấy ảnh. Bí mật. Rồi mấy ảnh mới truyền đi vô nữa, đi vô như là các nơi vậy đó con. Vậy đó. Ô, con thấy này. Trên kia có một cái chuông gió kìa. Cái đó khách ta treo. Ta treo chuông dài dài vậy đó. Dạ. Hiện nay vàng rùa này linh thiêng là người ta cầu gì lại đây, người ta thường cầu xin thôi bác ha. Cũng như trong gia đạo ta làm ăn không được, chứ người ta giật tiền, giật bạc, hủi hè vậy có người ta cầu xin thấy đạt vậy đó. Là miếu đó thờ bà Cố Hỷ. Bà Cố Hỷ, có cái bảng ngoài đó đó con thấy không? Dạ, qua cây này 162 năm tồn tại ngay huyện Phong Điền này. Huyện Phong mà Điền. Mà mình là một người con Đồng Tháp, khu vực đồng bằng nhưng mà cũng không biết được. Qua một số bài báo phóng sự thì con mới biết được vàng rùa lại độc đáo như vậy. Nãy con nói con ở đâu? Con Đồng Tháp. Vậy đó hả? Dạ.
ngay tại huyện Phong Điền này, ngay trung tâm, ngay thành phố Cần Thơ, lại tồn tại một cái nơi mà phải nói là gọi là một kỳ quan cô bác quý anh chị, một cây dừa bao trùm lên cả một cái khu đất rộng như thế này. Ngoài việc tâm linh, ngoài việc tham quan thì nơi đây cũng là một nơi của tâm linh. Khá độc đáo ha. Ở đây có một cái chuông gió nè. Những cái gốc cứ chằng chịt đang xen với nhau cả một khu vườn lớn luôn á. Đây. Còn rất xa xa đằng kia. Rất xa bao phủ, và ở đây có một cái miếu thờ bà, để người ta đến đây người ta cầu cũng mong một điều may mắn gì đó cho cuộc sống. Bây giờ mình lại đằng đó, mình sẽ phỏng vấn một vài người cầu mong như thế nào và có đem lại may mắn gì không. Leo được không anh? Leo lên cao đó được không? Ồ, hai bên chỗ miếu bà có ông hai tượng. Ông Bạch bên đây, ông Khắc. Dạ. Hai ông này là theo hầu bà. Dạ. Là cũng đợt xây miếu luôn hả bà? Năm 1996. Không có, hồi trước khi á. Dạ. Thì bằng cái miếu bằng lá chầm. Dạ. Rồi sau này cái mới bằng cái miếu bằng cây rồi hư rồi mới tôn tạo lại 96. Là ba thời kỳ rồi con. À, gọi là mình trùng tu lại ha bác ha. Rồi đây là tượng, bác qua đây coi con giải thích. Đây là tượng hắc hổ hả bác? Có bản đó con. Dạ. Hắc hổ. Và hai ông này là giữ bà theo hầu cận mà. Dạ. Giữ miếu bà ha. Lính của bà mà. Lính của bà ha. Anh đây ông Hắc, bên ông Bạch là tượng Bạch của hổ, ông Hắc hổ với ông Hắc với ông Bạch này là xây năm lúc không, đó cái có này miếu. mới sau cũng như là thành lập cái miếu rồi mới thỉnh hai ông này về đang ở đây. Dạ, ở ngoài trước này thì trước miếu của bà con thấy có cái những cái nhánh gừa, giống như là mình thắp hương là mình phải cúi đầu, là mình bước ngang là mình phải khom lưng xuống. Cũng hai cái nhánh này mục ha bác, nó mục rồi dọn chứ hồi đó ấy dữ lắm con, ngã cái nhánh đó, cái cây đâu rồi cây nó tả ra dữ lắm, rồi mục rồi cái cũng như là mình dọn lần vậy đó. Dạ, hai cây này con thấy ở đây mục rồi nè. Mục mà nhưng mà chưa? Vẫn còn hai cây rất chéo ngang nhìn đẹp ha. Tạo một cái sự tâm linh. Ở đây phải dọn dẹp hoài vậy đó con. Hàng năm thì cúng, tổ chức cúng vào ngày mấy? 28 tháng 2 là âm á con, chứ không phải dương nha. Dạ. 28 tháng 2 là âm. 28 tháng 2 âm lịch ha. Cũng như là còn hăm mấy ngày nữa. Dạ. Cúng lớn không bác? Cúng lớn lắm. Mẹ không có mà, nhưng mà cái vụ bệnh này kia thì làm lớn lắm. Cúng tới nấu tới mấy chục mâm này. Dạ. Rồi đãi khách thập hương ở trên. Đãi miễn phí đó. Đốt tiền rồi. Nhát. Dạ, đãi miễn phí hết hả bác? Khách ai cũng được dùng hết. Dạ. Chứ không phải mà nói lại đây đóng góp này được dùng, ai cũng được dùng hết. Dạ. Ở đây mát quá ha. Con qua đây đi ha bác. Mỗi một cái nhánh, cái gốc này nó sẽ bám xuống và nó sẽ đâm thẳng xuống thành một cái gốc của cô bác quý anh chị, tạo nên một hình thù ngoằn ngoèo giống như rất là nhiều tua mà bám ở trong một cái khu vực này gần 5.000 mét vuông, để chúng ta thấy được cái sự kỳ vĩ của một cái cây cổ thụ mà có tuổi đời hơn 150 năm, chính xác là 162 năm. Đó, và đằng đây là mình sẽ xem lại đằng kia là cái miếu của bà. Mình thấy rất rất là nhiều người
đến đây cúng bái hàng năm, cũng như cúng bái cầu an cho một cái điều may mắn đến trong gia đình của mình. Thì chắc đến đây chắc lẽ Bùi Hồ xin kết thúc video tại đây. Rất mong gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau khác. Thì hiện nay thì cũng 6 giờ rưỡi tối và Bùi Hồ vẫn còn đang cách nơi làm việc của mình khoảng 70 cây số. Lý do trễ đến giờ này đó là sau khi quay một video clip về dàn ngừa ở Cần Thơ thì mình gặp những cái câu chuyện tâm linh rất là khó giải thích cô bác của anh chị. Nhưng là sau khi mình quay xong thì ra giỏng nằm á, nó có cảm giác là nặng nặng đầu, khó chịu, mặc dù trước đó mình đã có xin phép. Và dàn ngừa thì nghe mọi người nói đây là một nơi khá là tâm linh. Mình gỡ có xin phép thì mình nằm cũng dập dừa ngủ, rồi sau đó trên đoạn đường về thì mình không bất ngờ là tự nhiên xe mình ít bị xì lốp. Tự nhiên xì lốp qua mình phải chạy đi một đoạn khoảng hơn 3 cây số mới có thể chịu tiền cho xe. Mới phát hiện ra được thêm một cái vấn đề nữa là cái điện thoại nó bị mất. Sau khi điện thoại nó bị mất thì mình nói mong là vẫn còn điện được, điện thoại vẫn còn đổ chuông nhưng mà không có người bắt máy. Thì mình mới nói là mong là giải bà để mà bên đó để mà độ, để mà có thể kiếm được thì mình sẽ cúng trả lễ. Không may là sau khi mình nói vừa dứt tiếng thì khoảng 5 phút sau thì bên kia mới điện lại cô bác của anh chị. Điện lại là nói đang giữ cái điện thoại. Nó cũng khá là may mắn. Và đặc biệt là chắc có lẽ là khoảng 1-2 tuần nữa thì Bùi Hồ cũng xuống dưới để mà trả lễ một dĩa trái cây. Trong cái về phương diện tâm linh đó thì tùy mọi người suy nghĩ. Nhưng đối với Bùi Hồ vẫn luôn tin tưởng về tâm linh. Và chắc có lẽ là đây là một cái việc ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nó rất là trùng hợp với nhau. Ngày nay thì thay lớp xe rồi mất điện thoại rồi cũng trọng các kiểu, thì mong là cái hành trình của mình sắp tới gặp được nhiều thuận lợi. Mình thì chủ yếu là quay về tâm linh, quay về những cái vấn đề chủ yếu là nói lên cái câu chuyện tốt đẹp. Rất mong cô bác quý anh chị, đây là một cái chia sẻ thật của Bùi Hồ. Mong video clip này lên thì cô bác quý anh chị mà có về huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ thì hãy ghé dàn ngừa, là một nơi khu di tích rất là nổi tiếng và khá là tâm linh mà Bùi Hồ cảm nhận được. Xin chào cô bác quý chị và hẹn gặp lại ở video clip sau.